Mộc Lam xin chào. Vâng, rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong video lần này. Và hôm nay thì ngay phía trước khu vực Sửng Sơn thì Mộc Lam chúng tôi đang chuẩn bị sơn một bộ ghế trên ngang, được làm bằng chất liệu khung cam xe và dàn mặt là gỗ gõ đỏ. Thì hôm nay Mộc Lam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị về bộ ghế này và cũng xin được báo giá cho quý vị chi tiết. Vâng, trước tiên thì tổng quan nhé quý vị nhé. Đây sẽ là bộ ghế 5 món, bao gồm một chiếc ghế băng dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn và một đôn. Và như ban đầu thì Mộc Lam giới thiệu đây là bộ ghế chất liệu khung cam xe và các cái dàn mặt được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Và xin được báo giá luôn cho quý vị, đây là bộ ghế sơn hoàn thiện thì sẽ có giá là 28 triệu tại xưởng Mộc Lam. Và mời quý vị cùng đến với chi tiết. Vâng, đầu tiên là chiếc ghế băng dài. Đây là chiếc ghế băng ba tựa, như quý vị thấy ba tựa. Và ba tựa ở đây thì là ba tựa chúng tôi để trơn, chỉ có đục chi tiết chữ ngọc xung quanh thôi, còn để trơn que vân. Vì ba bộ vân như quý vị để ý là ba bộ vân này là làm trong cùng một cây chưa ra, cực kỳ đẹp. Và vân mặt ngồi cũng tương tự, cũng là đều cùng một cây chưa ra. Thì anh em thợ rất là để ý làm những cái đường nét này thì nó tạo lên một bộ ghế là rất là giá trị. Các chi tiết về dàn mặt và dàn tựa thì đều làm chung với độ dày là 1/2 và được lọng cong nhé quý vị nhé, không phải là nó thẳng như vậy đâu mà nó cong, tựa cong và mặt ngồi cũng cong luôn, rất là đẹp. Với thiết kế thì là đục thiên nga, chủ đề là thiên nga, chủ đề dành cho sự hạnh phúc, rất là đẹp. Và các cái chi tiết đây anh em đục tay rất là đẹp này, từng cái nét đục nét quẩy đây rất là đẹp. Với cái dàn tó vai này, đây dàn tó này thì anh em làm với độ dày là 5 phân nhé quý vị nhé. Dàn tó dày 5 phân thì tùy vào cái độ đục chạm thì sẽ có chỗ dày chỗ mỏng, nhưng mà cái dàn khung của nó vốn dĩ bên dưới này từ dưới lên nó là dày 5 phân đó, rất là dày và chắc chắn. Và cái súng tiếp đến súng dàn cột thì dàn cột thì được làm với độ dày là 7 phân đó. Tay là tay 12 và được anh em lọng cong với độ dày 5 phân và chống thiên nga, tay thiên nga đó. Thì dàn mặt ván ngồi thì thưa quý vị, dàn mặt ván ngồi thì cái khuôn bao anh em làm xung quanh bên ngoài đây thì với độ dày là 3 phân, chất liệu căm xe. Còn dù đứng trong khuôn bao của dàn mặt đấy thì cũng là 3 phân, nhưng mà mặt ngồi này của chúng ta là dày 1/2, nhưng mà chất liệu là gỗ gõ đỏ. Chú đến dàn cổ thì dàn cổ được đục theo dạng hoa lá tây và dàn chân ở chất liệu gỗ cam xe. Thì thưa quý vị, bộ ghế này cực kỳ nặng và chắc chắn, bộ này nặng hơn là cả bộ Minh Cúc Đào 12 vì do nó là chất liệu cam xe. Và phải nói là cái bộ ghế này sau khi mà sơn lên thì rất là đẹp. Với thiết kế thì giống như những cái hàng Mã Lai, như những cái hàng Mã Lai ngày xưa chúng ta hay ngồi đó. Đặc điểm của những cái hàng này là không bao giờ nứt xé, cũng như là không bao giờ hiện tượng co rút, vì ở đây không có sử dụng cột như những hàng truyện, cho nên là những cái các cái chi tiết ở đây đều là những cái chi tiết trong phạm vi không quá to, cho nên cái tỷ lệ của nứt xé thì rất là thấp và gần như là về không. Chỉ có vấn đề là co rút trong vấn đề lúc gỗ khô. Thì đây quay trực tiếp cho quý vị ở chất liệu gỗ căm xe cũng như gỗ gõ đỏ thì thông thường sẽ có hiện tượng gỗ nó rút trước khi là khô, vậy nên là chúng ta chỉ có lo vấn đề đấy thôi, nứt rút một chút không sao. Vâng, về mặt sau thì quý vị cũng có thể thấy đây, độ cây rất là đều sạch sẽ. Và sản phẩm này thì chúng tôi sơn xong và sẽ đi giao cho khách luôn, vì đây là hàng đặt của khách. Về thiết kế thì sẽ có hai cái, một cái bàn và một cái đôn. Khác với hàng Minh Cúc Đào một chút thì bàn và đôn của hàng này thì sẽ bằng nhau luôn và sẽ được xếp dài dài và bằng kích thước của ghế băng, quý vị có thể chú ý. Vâng, bằng với kích thước của ghế băng và tất nhiên thì cũng bằng với kích thước của hai chiếc ghế con. Vậy nên là khi chúng ta ngồi chúng ta tiếp khách thì khi hai cái bàn và cái đôn này nó sẽ thực hiện hết những cái công việc của nó, đó chính là để trưng bày trà, trưng bày rượu, trưng bày thuốc một cách thoải mái, người ngồi ở đâu chúng ta cũng có thể với tới bàn được một cách vô tư. Tất nhiên thì dàn mặt thì như quý vị cũng thấy đây, tiếp tục là mặt khuôn bao cam xe dày 3 phân đó, và mặt cam gõ đỏ dày 1/2, ở bên dưới cũng tương tự.
Đó, bên dưới thì được đóng chia làm 3 ô để tiết kiệm cây gỗ vỏ đỏ. Vâng, rất là đẹp và sạch sẽ nha. Đây là tất cả những cái gì mà quý vị có thể nhìn thấy qua camera. Và phía bên trong là khu vực xưởng sơn anh em đang sản xuất. Vâng, thì xin được báo luôn với quý vị giá ban đầu Mộc Lâm Huy có báo với quý vị, thì giá đây thì chúng tôi cũng sẽ bao gồm luôn cái chi phí vận chuyển và tặng kèm cho quý vị luôn kính mặt bàn. Và sản phẩm thì được bảo hành trong thời gian là 2 năm. Và tất cả các sản phẩm thì quý vị có thể đặt trước Mộc Lâm Huy, chúng tôi thi công mộc cho quý vị. Sau đó thì quý vị có thể tới tận xưởng kiểm tra đúng hàng, đúng gỗ, đúng chất lượng, sau đó ký tên và sơn theo yêu cầu. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi cái video này của Mộc Lam Huy. Quý vị nếu quý vị muốn mua những cái sản phẩm đồ gỗ này thì quý vị có thể tới tận xưởng để quý vị có thể kiểm tra được gỗ, tránh tình huống quý vị khi mua những hàng sơn sẵn thì không kiểm tra được gỗ và không biết là có đúng hàng, đúng chất lượng hay là không, cũng như sản phẩm có bị đổi giá lên hay không. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Mộc Lam Huy xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video tiếp theo.